Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố về việc thực hiện tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025. Và trong thông báo trên, Bộ cũng đã đề nghị các tỉnh, thành phố dừng tuyển thẳng và cộng điểm ưu tiên thí sinh có giải học sinh giỏi, chứng chỉ IELTS tương đương vào lớp 10 công lập. Trong thông báo vào tối ngày 23 tháng 2, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết một số địa phương đã đưa nội dung không đúng quy định vào kế hoạch tuyển sinh lớp 10 công lập. Cụ thể, tuyển thẳng cộng điểm cho thí sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh có chứng chỉ ngoại ngữ. Bộ này đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành thực hiện đúng quy chế tuyển sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông được ban hành vào năm 2019. Với các tỉnh đã phê duyệt kế hoạch và phương thức tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông chưa đúng quy định về tuyển thẳng, chế độ ưu tiên thì phải điều chỉnh và thông báo công khai. Đồng thời, Bộ này cho biết sẽ kiểm tra thanh tra việc tuyển sinh lớp 10 tại một số địa phương. Theo quy chế tuyển sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông, thí sinh được tuyển thẳng lớp 10 công lập nếu thuộc một trong bốn nhóm: học trường phổ thông nội trú, là người dân tộc ít người, là người khuyết tật, đạt giải quốc gia, quốc tế về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, khoa học kỹ thuật.